Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung xin quay cho quý vị và các bạn một cái lô cây cau. Đây là cau lùn F0. Đây chính là lô cây cau rất là to và lá dù đẹp. Đây là cau lùn xịn các bác nhá. Bác nào mà mua cau lùn thì cây nó phải như thế này mới là lùn xịn này. Còn cái hàng mà hơi hơi lùn thôi thì sau nó vẫn cao ấy, thì người ta hay gọi là lùn lai. Cây bé như thế này thôi mà gốc đã rất là bụ bẫm rồi này, bằng cổ tay trẻ con luôn các bác nhá. Đấy, so với ngón tay em thì các bác cũng có thể biết được là cái gốc nó to như thế nào. Còn nếu quay một mình như thế này này thì chúng ta cũng chả biết nó là bao nhiêu. Nhưng em đặt cái ngón tay của em vào này là các bác biết là ngón tay của em nó chỉ bằng một phần rất là nhỏ thôi. Cây rất là đẹp ạ, đang lên lộc lên búp này. Cây nào cũng lên nõn mới này. Cây được ủ ổn định kỹ ở trong bầu rồi các bác nhá, không phải là cây mới đánh đất. Nên các bác mua cây hoàn toàn yên tâm về chất lượng giống của bên nhà vườn em ạ. Cảm ơn các bác đã xem video. Đây là hàng cây cau lùn hơi nhỡ nhỡ các bác nhé.